Sorry, ass DJ. Trở lại với kênh của mình nha, mình là Hoàng Linh đây. Giờ bên em mình đang chạy ra biển mọi người ơi. Ê, Linh, ở ngoài này có nè. Ơi, đang chạy ra biển săn bắt, xem có con gì săn bắt, quay lại chia sẻ cho mọi người cùng xem giải trí nha. Mọi người theo dõi nha. Đây là đang chạy ra biển nè mọi người. Đường này là từ chỗ Xẻo Ngát đi ra biển nha mọi người. Ra biển Xẻo Ngát, biển xa, biển sình để nuôi sò xung quanh đây nè. Mấy cái giang này là người ta nuôi sò nè mọi người thấy không? Đó. Giang ở trong đó là người ta giang lại nuôi sò trong sò huyết đó mọi người. Đó, mọi người thường ăn sò huyết là người ta nuôi ở đây nè. Xa xa có chiếc vỏ lãi chạy rất là giọt cuốn nước luôn nè mọi người thấy không? Đó. Vỏ lãi đang chạy mấy xe mọi người. Đó, nắm chặt chưa? Đây mọi người, mấy người ngư dân đi đánh bắt ngoài biển bây giờ là đậu ở đây để nghỉ mát ở dưới chân cầu nè. Đây là chân cầu cho Xẻo Nhèo nha mọi người. Đó thấy không? À, dưới đây có quá trời hào luôn mọi người thấy không? Nè, hào nè. Quá trời hào dưới đây luôn nè. Đó. Đúng rồi. Mà này hào nhỏ. Ở đây là Xẻo Nhèo nha mọi người. Gian biển Xẻo Nhèo. Đó, ghe biển nhóc quá trời mọi người thấy không? Nè. Ở đây là cái chợ chợ cảng Xẻo Nhèo mọi người. Đây là chợ cảng Xẻo Nhèo nè mọi người thấy không? Bán đồ rất là nhiều trong đó, những cái nhàm đó. Đây nè là cái cảng Xẻo Nhèo nha mọi người. Những ghe biển nào đi vô là cung cấp cá cho những cái nơi này kia là cái cảng này nè. Đó. Đây nè mọi người, mà đây là biển nè, đây là cá Hồng Sơn nè, mấy cái nhân trụ là trụ điện đó, bữa mình làm clip ở trên trụ điện đó mọi người, là đó câu cá rất là vui luôn. Ở quá trời luôn kìa. Đây nè, nguyên cái bãi này nè, mày không rõ chi. Nè mọi người xem nè, quá trời hào nè. Nó đóng là cục 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 luôn nè mọi người thấy không? Nè. Nè mày nhớt rồi cái này lên nè. Cái đó không phải nhỏ mà để tôi bự lên rồi. Đây nè, hơi nguyên cái cục này nè. Ê chị, chị. Mày mang đôi dép mày chui vô chỗ đó mày đục rồi. Đóng luôn kìa. Qua cái này cái đi. Ê, không qua cái này cái đi, một con bự này nè. Đâu, con bự đâu? Nè, bự nè. Tự lượn được con nó đi. Đó, đục hào vui nha mọi người. Quá trời hào luôn. Cái con này bự nè. Để đại đi rồi về mình khui sao? Để đại không đi. Mày chui đó đi, mang đôi dép á. Nè, 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 cái con này nè. Nè, đây, cái cầm luôn nè. Đó, đó vô ngon á xin bể luôn hả gì không có bể đâu lấy cái vỏ lên nãy không lấy cây đục á chứ cái này đâu nãy kia không có đó cái đầu nó đục được đó đó con to to nè mấy con này không được to mấy đâu vừa không có đục mấy con bự rồi có người ta đục hết trơn rồi mình ra mình đục giải trí thôi đó còn những cái bờ bên đó đó ta đục đi bán con nào nấy cho bán mà con này to nè quá trời hào to luôn. Ê, con đó là con trọng hả nè, con hào quá trời to luôn rồi đó nè. Con nhỏ nhỏ kìa mấy con nhỏ nhỏ bên đó kìa nè 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 con to nè đục nhóm đủ nhậu không mấy cha cơm hả? Ê, cái món này ăn cơm không vô đâu. Đó, một con nữa mọi người. Đây.
phải có cái đục mình để vô đây, mình có mình đóng cái gà, đóng cái gà. Này hơn là đi nước rộng mà. Mình không có cái gì mình lấy cho nó. Này con này to nè mọi người. Con này quá trời to nè. Cùng quan sát con hào là hào nó đeo trong cái những cái thân cây gì nè. Những cái xi măng á. Tại vì tập tính của nó là thường sống ở trong mấy cái đá trên hòn rồi đấy. Hiện ba cái xi măng này nè, đổ lên là nó đeo vô quá trời luôn vậy đó. Tục tục luôn. Ta đục mấy con to hết trơn rồi. Mình chỉ đục giải trí thôi. Này là anh em đi đục giải trí thôi. Chứ mấy con to là người ta đục hết. Nè mọi người xem. Đó, con hào là nó có cái nắp như vậy nè. Cái này là cái nắp trên, nắp dưới của nó nè. Con này thì nó chết rồi, nó không có gục ở trong nữa rồi. Con hào như vậy, đó thấy không? Con nó nhỏ mà. Đục mấy con bự bự á. Nè, đang đục con dưới đâu, con trên đâu. Nó bị ấy luôn á gì rồi. Bể luôn rồi. Quất đi. Không có bồ tạc đâu quất. Nè con này đục nè. Bể luôn nè mọi người. Đang đục con bự nè. Thằng cánh. Nè đem mua cho bồ tạc lên thử lấy con bự nè. Ồ quá trời bự luôn mọi người nè. Rồi rồi chưa? Ở đây là hào hết đó. Đục mẹ đi. Đó. Thật sự trong có thịt nha. Do mình bắt được con còng rồi mọi người. Đây cho mọi người xem con còng nè. À cái này không phải con còng, con cúm. Rồi con cúm. À bắt được con cúm nè mọi người thấy không. Con cúm này ăn được nha mọi người. Tuyệt vời luôn á. À cúm bự lắm mà. Nè con cúm con. Cái này là cúm đá. Đừng thả nha, dùng vô đi. Kẹp không? Kẹp á. Đây cái con này con bự nè. Con lợn nào bự nợ. Con đó cúm đá đó. Nè. Ờ con đó bự đó. Đó. Nè con này mở ra là thịt nhiều lắm mọi người. To. Con nó chết rồi bạn ơi. Chết rồi. Sống không? Ok. Sống. Con hào là nó nhiều hình dạng lắm mọi người. Chứ không phải là một hình dạng, nhìn nó như cục đá vậy thôi. Mẹ cục này luôn đó. Đó. Bút mẹ đi là mình moi ra được nhiêu món. Thì bước qua đây nè. Bước qua đây nè. Ở đây nhiều lắm, cần phải đi chỗ khác nữa, chút mình chạy về chỗ kia mình đục tiếp. Nhìn cặp mấy nước này có mấy con bự. Ừ, đây là thịt nè. Con nhỏ mẹ ơi. Đục bằng cái gì chạy? Nè 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 nè. Này nè. Mấy con cặp mấy nước bự. Cái hòn sơn đó. Bữa ta đi câu ngoài cái trụ điện ba mấy là sát bên hòn sơn đó đó. Để cái dạng dạ, trụ điện kéo nè. Lấy cho nó bật nắp luôn ha. Ừ. Thì người ta đục bật nắp không chứ gì. Nắp chưa? Ô trời ơi, thịt quá trời luôn nè. Ô thiệt vời chưa mọi người? Thịt không nè, thấy không? Nè thịt không nè. Ngon chưa? Mấy con đó mới ngon đó. Nè mấy con này tao đục rồi nè. Con bự quá trời tao đục nè. Nhìn ra đó hả? Ủa mà nó nhỏ thịt nhiều mày. Chị em đó nè, hai con đó gì rồi đó. Ê con này nhỏ mà thịt nhiều nha, im nha. Xưa mà không còn gì luôn. Đây là con còng đá nè mọi người. Trời ơi, mình bắt cái nó chết luôn rồi. Trời nghiệp không? Nó chạy hay lắm, bắt khó bắt lắm mọi người. Bắt để quay cho mọi người xem mà khó bắt lắm. Con ốc thì dễ bắt nè, nó đeo. À. À, đây mấy con bự này cũng xíu đục đó. À, bắt được mớ ốc luôn mọi người. Đó. Đắng hay ốc gì đó mọi người biết thì tên con ốc này để thằng Bình Luận nha. Thôi hỏi nó dưới đây nè. Đây con này bự không ai? Đó.
mấy ký mà không có nhiều thịt đâu, mày rất ít thịt lắm. Một xíu à. Nè thịt có nhiều đây nè thấy không? Cọc xanh đó mọi người, cọc xanh lát. Thấy nó vậy đó, cái bắt nó rất là khó, nó chạy rất là nhanh luôn mọi người. Đó. Khó bắt nó lắm. Rồi ông đục gì ông đục đi. Ê, rồi, chỗ này. Nè, em rất là to luôn. Em này nhiều thịt lắm á. Mà em. Người ta đục mấy con tròn này. Có chứ. Ôi, con được chơi. Chấm phọc cái buộc rồi. Có gì. Không em mò sầu huyết hả? Hồi lên kia mà hả? Lát gì mà cái sông nãy đó chạy cái máy còn không đi nữa, nghỉ sâu không? Mọi chỗ nó nhiều lắm, trước mọi chỗ mò sầu huyết dính con này kia nữa, chúng ta sầu huyết không hả mày? Mò nhỏ nè, lớn thì có gì vừa rồi. Ngon quá. Ủa thịt nhiều rồi, nhỏ mà thịt nhiều ha. Ta gọi hào sữa đó, ta gọi hào sữa đó. Hào sữa nó mắc tiền lắm đó, mắc thật tiền hào kia đó. Hào này không phải hào sữa nè, hào sữa đóng trong đá hòn á. Tại mình gọi hào sữa thôi chứ, hào sữa ở đây không phải hào sữa. Thôi cho mọi người. Đó. Trời ơi. Đấy. Không, cái này là cái sinh vật chứ không phải trái chuối. Nè, nhìn nè, nó. Đã chứ. Mọi người thấy chưa? Mừng hồn cái gì nào mọi người thấy không? To chưa?